Thì Đức Phật và Đức Thầy cũng đã báo trước rồi, đã hết đời rồi. Vì lẽ đó cho nên thiên tai lũ lụt đầy dẫy. Chính Đức Phật có đưa ra một đoạn kinh, quý vị hãy nghe cho kỹ, tôi sẽ tiếp tục nói. Và động đất và bão chết, Đức Phật cho biết nè, mới lục bảo chỗ này chưa dứt, kể xảy ra động đất chỗ kia, đòi đau chết chóc chia lìa nhận sanh, đang lúc đầm đìa thiên tai. Đó, như bốn câu vừa rồi đó, thì quý vị nghe qua rất rõ ràng từ câu mà Đức Phật nói buổi hạ quan này, chứ không phải nói xa. Cho nên cái lời tiên tri này quý vị thấy rằng bây giờ nó đúng hay không? Mới lục bảo chỗ này chưa dứt. Thiệt, quý vị nhìn thấy có rõ ràng phải không? Lục bảo ầm ầm mày đủ thứ phải không? Còn nói về miền Nam Việt Nam này thì bảo rầm rầm ầy 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 cứ vô tràn lan hoài. Đó là nói Việt Nam. Còn các bảo lớn á, ở Mỹ á, là coi như dữ dằn luôn, 200 mấy chục cây số giờ đã tàn sát nhà cửa và cây cối hoa màu. Nước ngoài thì cái bảo lại càng mạnh hơn. Cho nên là cái vỏ này quý vị đã thấy rồi nha. Mới lục bảo chỗ này chưa dứt, quý vị thấy rõ ràng không? Cái xảy ra động đất chỗ kia mà quý vị thấy rõ ràng liên tục, nó có xảy ra liên tục chứ đâu phải cách 2-3 tháng gì mới có được một cái việc xảy ra, ha? À, chưa có dứt thì cái xảy ra động đất chỗ kia, đói đau chết chóc chia lìa nhân sanh, đang lúc đầm đìa thiên tai. Đói à, nào cái nạn đói không đó thì khổ rồi, rồi chết. Cái nạn chết này, thì quý vị thấy rằng như vậy, đau và đói là khổ rồi, chúng sanh đã khổ rồi. Chết chóc là chia lìa giữa cha con, chồng vợ, đệ huynh, nha, chia tay nhau vĩnh viễn, nha, đói đau chết chóc chia liền nhân sanh, đang lốt đậm địa thiên tai. Đây là Đức Phật nói báo cho biết rằng trong buổi hạ quan này đó, chúng sanh khó tránh cái cảnh tai trời ách nước xảy ra bủa dân cho chúng sanh phải chịu khổ, phải chịu đói. Nha, cho nên từ cái chỗ đó đó, đói đau chết chóc chia liền nhân sanh, đang lúc đầm đìa thiên tai. Đây là Đức Phật nói đang cái lúc này, đang cái lúc buổi hạ quan này sắp tàn này, đầm đìa thiên tai là dữ dằn lắm quý vị, không thể tưởng tượng. Tôi nói ra đây thì để cho quý vị suy nghĩ, rồi quý vị lo hay không lo, được yên lành hay không yên lành, hay là vướng vào ở các thiên tai đó, đó tùy quý vị. Chính Bước đã kêu gọi nhiều, kêu gọi tu lâu rồi để trời Phật độ cho. Cho nên Đức Phật mới nói thêm nè, nạn trời khắp Đông Tây gieo rắc, thêm nạn người Nam Bắc hoành hành, chỗ này chưa dứt chiến tranh, kể nghe chỗ nọ khởi hành binh đao. Đó, như quý vị thấy qua mấy câu Đức Phật nói, nạn trời, đây là Đức Phật nói rõ ràng gì chứ không có nói trắng, nghĩa là xa vời, không cần phải suy nghĩ, cho biết luôn là nạn trời. Vậy thì cái thời kỳ này là cái thời kỳ của trời, là trời đất đã
ấn định như vậy rồi, đó là chúng sanh phải chịu nạn. Nạn trời, nào cái nạn trời không là chịu không nổi rồi, mà còn nạn người, nạn trời, trời khắp đông tây gieo rắc, đông tây nam bắc đều có hết. Rồi thêm nạn người, nam bắc hoành hành nữa quý vị. Cái nạn của con người mà gieo ra đó, nam bắc hoành hành đã là nạn gì quý vị? Chiến tranh, phải không quý vị? Đó là do con người tạo ra con người, tạo con người để giết hại lẫn nhau, sâu xé lẫn nhau, danh vật từ tất đất. Chỗ này chưa dứt chiến tranh, kế nghe chỗ nọ khởi hành binh đao. Đâu quý vị thấy rõ ràng không? Như vậy thì tôi chỉ nhắc sơ thôi, rồi tôi mới nói lục bảo. Thì quý vị thấy Nga nó đánh Ukraine là một, rồi biết một năm mấy nay rồi, chưa dứt binh đao. Cái nghe chỗ nọ khởi hành binh đao chuyện này, chưa dứt đao binh thì cái nghe chỗ nọ khởi hành binh đao, đã chưa dứt cha chưa dứt phải không? Rồi cái là Israel và Hamas đánh nữa, Trung Đông nó trúng không quý vị? Nó trúng không? Chưa dứt chiến tranh thì cái nghe chỗ nọ khởi hành binh đao nữa, đúng như vậy. Không có bao giờ trật một tí nào hết. Vì lẽ đó cho nên hôm nay đó, Chính Phước nhắc lại để cho quý vị nhớ. Có nhiều khi quý vị ngồi một mình, rồi quý vị nghĩ xa vời lại chỗ cái loi sanh sống tranh đấu với đời, quý vị quên, quý vị quên cái mạng sống của mình. Xin đưa với quý vị. Vì lẽ đó cho nên ngày hôm nay Chính Phước nói lên là mục đích nhắc lại cho quý vị nhớ lại, để đuổi sự suy nghĩ. Cho nên Đức Phật nói suy nghĩ là ngọn đuốc của người, tiên Phật cũng nhờ nơi suy nghĩ. Đức Phật nói tiên Phật cũng nhờ suy nghĩ mới tu. Bị thấy chết quá, khổ quá, xuống địa ngục thì đủ thứ, chịu hình phạt đủ thứ, trên Đức Phật suy nghĩ phải trốn mới được, tu để giải thoát trốn mới được. Bởi vì cho nên Đức Phật cũng nhờ nơi suy nghĩ mà tu. Ngày hôm nay quý vị cũng nên suy nghĩ để rồi tự lo cho mình. Thì quý vị có tu được thì quý vị nhờ, còn không tu được thì thôi. Chứ còn Chính Phước chỉ nhắc thôi, quý vị hành thì quý vị đi về bên kia quý vị nhờ, chứ không ai nhờ được chính nhờ quý vị được hết đâu. Ngày hôm nay mình bố thí, mình dâng đồng tiền đã, mình bố thí là mình nhờ, là mình hưởng phước. Cho nên Đức Phật mới nói á, ráng làm phước, khá làm phước để ngăn đuổi quả. Đó là làm phước để ngăn đuổi quả đó, để ngăn đuổi quả ách, tai ách nó gian xa ra nhờ phước. Cho nên từ cái chỗ này đó, thì hôm nay Chính Phước nhé, bây giờ Chính Phước sẽ nói cho quý vị biết về cái câu giảng vừa rồi. Nghe không? Mới bảo lục bảo chỗ này chưa dứt, kế xảy ra động đất chỗ kia, hai câu giảng này để đi vào cái đề tài ngày hôm nay cho quý vị biết, để quý vị tự lo cho mình. Cũng như Libya, như quý vị đã thấy, cũng như Libya, một trận bão vô hải hùng làm chết 35.000 người, nó là đài kéo à, nghe lấy xác thật rõ ràng à. Thì quý vị thấy còn nhà cửa ra sao? Nhà cửa tan nát, nghĩa là bị sập chẹp bình địa, nát tan hết, không còn gì hết. Thì quý vị
thấy rằng hiện nay đó nội cái bảo thôi mà cái con người thất thanh hồn vía, người còn sống lại thì thấy rơi nước mắt, vợ xa chồng, con khóc kêu than thảm thiết, cha cha mẹ. Một cái khổ như vậy đó, người nào nằm trong khổ đó mới thấy là khổ đau, khóc hết nước mắt. Còn đối với cái người ngoài cuộc đó, gọi là cái nước khác đó, không bao giờ nghĩ tới mình đâu. Cái thiên tai này á, nó có chừa, nó là nó phủ dây nước này rồi đó, rồi nó có chừa đến cái nước khác không, hay là diệt trời đất, nghĩa là hại cái đất nước này mà lại dung bầu cái đất nước kia? Không có đâu quý vị, không có đâu. Trời Phật rất công bình. Đây là cái buổi hạ nguyên, chúng sanh phải chịu khổ, phải đói khó kêu than thảm thiết, tàn khốc do thiên tai của trời đất tạo ra cho chúng sanh. Như vậy thì mình nằm ngoài cái dòng này đó, thì quý vị nên suy nghĩ, rồi còn sẽ tới mình nữa quý vị ạ. Cái thiên tai của trời đất của dân này nó đông tây nam bắc lẫn quý vị, chứ không phải một cái nước nào đâu. Mình thấy những người ta như vậy đó, thì mình nên lo đi, thì tự quý vị kiếm chỗ nương đục. Đức Phật có nói có chỗ nương, có chỗ trốn, có chỗ đục, chứ không phải không. Đây chính Phước chỉ cho quý vị trốn nương đục. Đức Phật có nói mưa nắng biết tìm nơi trốn đục, đường tử sanh phải cút khỏi đi, biết mà còn ngồi đó chịu lì, thật là quá mê si đến đồi. Đó là lời Đức Phật nói. Mưa nắng, nếu mình gặp mưa gặp nắng thì mình phải trốn chứ. Mình đục mà cái đó cũng chưa phải chết người mà còn đục. Còn Đức Phật mới nói rằng thí dụ ra như vậy rồi đó, thì Đức Phật mới nói ngay qua mình là đường tử sanh, phải cút khỏi đi. Tức là chúng ta phải trốn con đường tử sanh này, phải làm cao, nghĩa là cho nó phải xa lánh mình, cho nó không gần mình, nghĩa là chỉ có tu mới đánh nó ra khỏi thôi. Đường tử sanh nó không có đến với mình nữa là chỉ có tu, cúng lại, ăn chay, niệm Phật, làm lành, cầu trời khẩn Phật hằng đêm. Đó, người ta tu được đó, rậm rậm ị vậy đó, không biết bao nhiêu triệu người. Như Phật giáo Hòa Hảo thì quý vị thấy rằng người ta tu đó trên 10.000 người, triệu người, trên 10 triệu người, trên 10 triệu. Chú quý vị thấy như vậy đó, là hả tu được bao nhiêu là được đi hết bao nhiêu. Còn ngày hôm nay quý vị, nếu ai là người chơi tu suy nghĩ đi, để Phật trời cứu độ cho, nội cái bảo thôi cũng cứu được mình rồi, còn chưa nói tới động đất ha. Tất cả những sự việc thiên tai đều có Phật tiền lo hết, chứ không phải không có chỗ trốn. Tại mình không muốn trốn. Mưa ha, mình coi thường, mình để ra mưa và nắng, mình phải chịu nóng và lạnh. Còn đường tử sanh nó không lo tới thì nó sẽ rước mình đi. Nhưng mà trong cuối cùng cuộc đời của mình, khi mình đi về đâu mình biết không? Đâu có biết, đâu có biết đi về đâu. Chú Địa Ngục có không? Hay là lên thiên đường? Đức Phật có nói
nẻo địa ngục vào ra mòn gót, chịu hành phạt đã không còn chót, cửa lưng hồi chưa vượt khỏi qua nghiệp trận, con đành phải sanh ra mang lấy kiếp gọi là sanh vật. Xin thưa với quý vị, cho nên nẻo địa ngục chúng ta đi vô đi ra mòn gót, Đức Phật nó mòn gót quý vị. Nhưng mà quý vị tin không tin thì thôi, lời của Phật thì coi như tất cả người tu đều người ta tin tưởng luật nhân quả, dai đâu thì trả đâu, chứ không bao giờ trật được. Vì đã đó cho nên khi tin rồi thì người ta không dám làm, ta làm điều thiện thì ta thưởng điều thiện vậy thôi, thấy không? Cho nên từ cái chỗ đó đó thì quý vị đã thấy Ly Bi chết 35.000 người. Ly Bi bảo thôi quý vị, là nó tràn đập vô đó, nó tràn đập vô rồi nó chạy, nước nó tràn, nước biển mà tràn vô mà cái đập mà người ta ngăn nước biển mà khi tràn vô rồi đó quý vị, cái đất nước nó còn gì không? Nói như là vấn đề của Trung Quốc đi, vấn đề của Trung Quốc mà cái đập Tam Hiệp mà bể rồi đó, quốc tế, các quốc tế người ta đã nói lên rất rõ ràng, mà Phật tiên cũng nói luôn, cái đập Tam Hiệp mà bể rồi đó chết xóa sổ cái Trung Quốc, chỉ còn có 4 tỉnh thôi. Nghĩa là Trung Quốc bây giờ quý vị biết bao nhiêu không? Có thể 1 tỷ mấy người. Cái tỉnh của Trung Quốc, cái đất nước Trung Quốc mà cái đập Tam Hiệp bể rồi mà xóa chỗ đó, không còn trên bản đồ nữa, thì quý vị biết còn có 4 tỉnh là bao nhiêu à? Như vậy thì quý vị thấy, cho nên từ cái chỗ này đó, Ly Bi mà nó tràn vô đó ha, cũng phải đập ngăn nước biển đó quý vị, cũng như Trung Quốc à, ngăn nước biển đừng cho vô, để cho dân á, là cái đất nước của là Ly Bi đó, dân chúng đó người ta sanh sống này kia hay nọ gì nó khô ráo, còn tràn vô là nó cập sạch trơn hả, tiêu hết. Cho nên từ chỗ đó thì quý vị đã thấy đó là bạo động nè. Như vậy thì cái câu giảng, câu kinh của Phật tiên tri nói đó à, tới rồi quý vị cũng nghe lúc trước thấy rõ ràng đó, chưa có dứt là Ly Bi rồi tới động đất ở Thổ Nhĩ, ở mà bên à, cho nên á, từ cái chỗ mà á là động đất ở chỗ khác Ma Rốc, như quý vị thấy Ma Rốc đất nước nhỏ chiếu à, có bao nhiêu người đâu à, Ly Bi nó chưa dứt rồi thì cái động đất cả Ma Rốc liền, thì quý vị thấy rõ ràng ở Ma Rốc. Như vậy nè, Ma Rốc chết à, nội nghĩa là lấy xác được là 2.000 mấy à, rồi còn mất xác 2.000 mấy nữa, trên dưới cũng 5.000 rồi đó. Đó là cái đất nước nhỏ chiếu thôi, gọi là động đất nhỏ thôi, thì quý vị thấy rằng cũng khủng khiếp. Bởi vì ông quan này đã có xảy ra hiện tượng, quý vị đã nghe mà, có nghe đài mà, tôi nhắc lại cho quý vị thấy à. Vì thế cho nên ngày hôm nay đó thì như quý vị đã thấy, nghĩa là cái động đất khủng khiếp mà nó sẽ làm cho cái đất nước á mà Thổ Nhĩ Kỳ đó à, quý vị thấy đất nước Thổ Nhĩ Kỳ là coi như là cái động đất đó, nghe là lớn không thể tưởng tượng. Đài báo cho biết rồi, người ta thống kê đầy đủ và báo cáo để lên để cho các nước khác biết là chết 55.000 người,
chết 55.000 người. Như vậy, như vậy thì quý vị thấy rằng cái chết đó 1.000, quý vị nhìn xem, nếu thể xác mà chất lên 1.000 người đó thì quý vị thấy nó dài đến bao xa. Nó chất bài dài đi 1.000 người, mà 10.000 người là bao nhiêu? Chất thử 10.000 người đi, 10.000 người đi coi coi bao nhiêu. Rồi mà tới 55.000 người thì quý vị mình nhìn thấy cái hải hùng. Cái con người mà chết như củi làng khang mà trong kinh nói nào, hay là chết làng khang như củi, trong kinh có để rõ ràng chứ không phải không có nào trên tư cho quý vị. Vì thế cho nên ngày hôm nay đó, cái thổ mà nhễ kỳ mà nó chết như vậy đó, đó là động đất lớn. Như vậy thì từ đây sắp đến còn động nữa hay không? Xin đưa cho quý vị, không bao giờ trốn khỏi nữa đâu. Khoa học nó báo cho biết, từ đây trở lên, từ đây trở đi tới, nó đi tới sẽ còn động đất 20 hectare ở biển Thái Bình Dương. 20 hectare rồi, quý vị thấy có 5-7 hectare à? 5-7 mấy, 6-7 mấy hectare nè, mà quý vị trái thấy chết hải hùng. Còn ví như mà 20 hectare thì quý vị thấy nó gấp bao nhiêu lần, nó gấp lên cao trùng trùng điệp điệp. Như vậy thì cái Thái Bình Dương này, cái biển Đông này của chúng ta đó, thì chúng ta có nằm trong đó. Ngày Việt Nam có nằm trong biển Đông, còn Thái Bình Dương thì gọi là châu Á. Mà khi mà nếu có động đất như vậy rồi đó, chúng ta có trốn khỏi không? Có chạy khỏi không? Nếu chạy khỏi đó, là nhờ tu mới chạy khỏi, mới cứu được sanh mạng của mình thôi. Chứ nếu như quý vị không tu, không ăn hiền ở lành, tạo phước đức, thì quý vị không bao giờ tránh khỏi cái chết đó đâu. Các nước khác thì quý vị thấy rõ rồi ha, thiên tai của trời đất đã bủa dân thì không có nước nào mà từ được trúng mai chịu này. Nhưng mà chết nhiều chết ít, cái nước đó đó là nhờ có tu nhiều tu ít. Chỉ có Phật tiên mới cứu được mình thôi, chứ không có ai mà cứu được mình hết quý vị. Thì chính Phước chỉ nói như vậy để cho quý vị tự suy nghĩ, rồi quý vị tự lo liệu mình. Bởi vậy Đức Huỳnh Giáo Chủ mới nói, Đức Huỳnh Giáo Chủ mở đạo dạy đời, tu cũng không biết bao nhiêu, mà còn một số lại là không có tu, thì lại còn chê cười ngài nữa. Cho nên Đức Huỳnh Giáo Chủ mới nói, tu không tu cũng không mờ thỉnh, mặc tình ai trọng kính hay chê. Đức Huỳnh Giáo Chủ nói rõ ràng như vậy. Tu không tu, tu thì nhờ, thì hưởng cái tốt đẹp, cái lành mạnh, cái sung sướng. Còn không tu thì phải chịu lấy quả ương, tay trời ắt nước không có tha đâu. Cho nên Đức Huỳnh Giáo Chủ nói tu cũng không mời thỉnh đâu, không có mời thỉnh ai hết trơn á. Cho nên từ chỗ này, mặc tình ai trọng kính ai chê, Đức Huỳnh Giáo Chủ là một vị Phật mà nói lên như vậy đó,
mặc tình ai, có trọng cảnh trời Phật thì tốt, hay là khen chê gì cũng được hết. Tới chừng đó, tới việc rồi mới biết. Cho nên Đức Huỳnh Giáo Chủ có nhắc đi nhắc lại, tôi nhắc lại cho quý vị nghe, để sau này gặp việc rồi đó thiết tha nhiều nổi. Và đồng thời Đức Huỳnh Giáo Chủ cho biết, đến chừng đó thấy được đó, trời ơi đất hỡi, thấy cái việc mà nó tới rồi đó ha, không tu mà thấy tới chừng đó mới trời ơi đất hỡi. Tại sao vậy? Mang khổ hình gì bởi chẳng tu. Nãy cho nên Đức Huỳnh mới nói tại sao vậy? Ham mê quyền quý dại ngu, chữ sang danh vọng như mù rỉ đêm. Tại mình phá cái chữ sang, nó có danh vọng, nó giàu sang, nó phú quý, ăn trên ngồi trước rồi. Đức Huỳnh Giáo Chủ nó như mù đi đêm vậy đó. Dòng mù mà đi đêm là chết sớm, mù là không thấy đường rồi, đi ban ngày ta còn né được chứ ha. Còn nếu mà đi ban đêm rồi đụng cái chát liền chết. Vậy Đức Phật nó mẹ Đức Huỳnh Giáo Chủ nói ha, ham mê quyền quý dại ngu, chữ sang, ham cái sang giàu đó có danh vọng mà, như mù đi đêm. Thì cái gian này sau này giống như mù đi đêm chết vậy, chứ không có gì, bỏ thay thi vậy thôi. Xin thưa với quý vị, chính thức chị nhắc lại để cho quý vị nhớ lại, suy nghĩ lại. Tự quý vị tu thì nhờ, còn không tu thì thôi. Cho nên xin thưa với quý vị, nạn ách đã xảy ra khủng khiếp, tai trời ách nước đã bủa văng, mà lại là Đức Phật nói do nơi chỗ này chưa dứt chiến tranh, kế nghe chỗ nọ khởi hành binh đao. Bạo lực cho đã, bạo lực đã trải qua nhiều nước chết dữ dội rồi, bây giờ tới chiến tranh. Nghe không? Chỗ này chưa dứt khởi hành binh đao đó, nga Ukraine chưa dứt cái tới Trung Đông, cái Israel Hamas. Như quý vị đã thấy, Israel đó, Hamas mà nó đánh Israel, nghe không? Thì quý vị thấy tự nhiên mấy chục năm nó nằm im lặng, không bao giờ lay động, mà tự nhiên lại tại là sao? Khi không Israel đâu có chọc đâu, ai cũng muốn cho nó được bình yên, cho dân cho nó sống an nhàn tự tại, để tự nhiên Hamas cái đi đánh người ta vậy, cởi binh đánh là bắn là tên lửa đồ cái tràn vào miền nam của Israel vậy đó. Thì quý vị thấy coi là sao? Tại vì đúng thời kỳ rồi quý vị, đúng thời kỳ Ngọc Hoàng đã đến thời kỳ ha, là phải chuyển đổi một cái địa hình ở cõi ta bà để đưa qua một cái cõi đời khác, để lọc lừa tồn tại lại những người hiền đức. Cõi đời này là cõi đời ô trược. Cho nên Đức Phật cũng có nói rằng trong cái buổi hạ quan này, tại sao lại là thiên tai địa ách đã bủa văng, thấy không? Cho nên từ cái chỗ này đó là Đức Phật cũng có viết lên là cho chúng sanh biết rằng, nghĩa là cái địa hình quá xấu, con người quá xấu, và cái địa hình quá dơ. Cái con người quá xấu là tại sao người nỡ giết người? Mà Đức Huỳnh Giáo Chủ đã cho biết trong buổi này nè, đúng vào ngay bây giờ
đó là cách đây là 1939 Đức Huỳnh Giáo Chủ giết tiên tri rồi. Con giết cha, tớ hại chủ, trò giết thầy, chồng vợ giết nhau, đệ huynh sâu xé, những lúc tương tàn thường xảy ra trong nhân chủng. Nhưng quý vị đã thấy rõ chưa? Bây giờ có chưa quý vị? Con có giết cha chưa? YouTube nó quay lại, quý vị thấy kinh khủng. Tại sao trước kia cha mẹ thương con không còn chỗ nào bằng hết? Cha mẹ như trời biển vậy. Cho nên tại chỗ đó ngày hôm nay con lại giết cha. Tại vì cái thời kỳ hỗn loạn, một cái thời kỳ tối tăm mờ mịt, cho nên từ chỗ đó đó thấy cái con người quá khứ là tàn nhẫn ác độc, cho nên Ngọc Hoàng mới vũ trụ để lập cõi đời mới, đem những người hiền đức tốt tươi về bên kia sống cho an nhàn tự tại. Thở xưa quả địa cầu rất tốt, đất bằng vàng thảo mộc bằng châu, người nào cũng được sống lâu, ăn vui chớ chẳng khổ sầu chi đâu. Người nào cũng dung nghi tốt đẹp, ai cũng đều hiền đức thông minh, nhỏ lần cho đến thiện tình, lòng người qua sâu địa hình quá dơ, đến lúc phải ban sơ lập lại, khó tránh ngày có đại biến thiên. Chính là một cuộc thi, ai rơi ai đậu trong kỳ này đây. Như quý vị đã thấy, tôi nhanh lặp lại chậm lại cho quý vị nghe. Câu kinh này nó tiên tri ha, Đức Phật nói tiên tri cách đây gần hàng biết bao lâu rồi, hàng trăm năm ha. Cho nên từ cái chỗ này đó, thở xưa đó ha, trong kinh Đức Phật đó, quả địa cầu rất tốt, thì cũng như là qua đời mới này nè, chúng ta bỏ cái đời tăng, cái đời cụ này, cái đời nghĩa là à, đau khổ trần ai này, thì à, qua cái đời mới đó, tức là gọi là đời tăng thế giới đó, đó là cái quả địa cầu rất tốt. À, là tốt như vậy đó, tại thở xưa quả địa cầu rất tốt vậy đó, Đức Phật nói đó. À, thở xưa quả địa cầu rất tốt, đất bằng vàng đó, thì hôm nay quý vị tu nữa, quý vị về bên đời tăng thế giới đất bằng vàng, thảo mộc bằng châu ha. À, à, cây cỏ cũng vậy, tốt lành không, người nào cũng được sống lâu hết quý vị, an vui chứ chẳng khổ sầu chi đâu. Không có người nào mà không an vui mà không có người nào khổ sầu, người nào cũng dung nghi tốt đẹp hết quý vị. Ở bên đây cùi đôi đói rách đi què chạy chứ qua bệnh ta nói thành tiên, nó đẹp kinh khủng luôn, đẹp kinh khủng luôn ha. An vui chứ chẳng khổ sầu chi đâu, người nào cũng dung nghi tốt đẹp, ai cũng đều hiền đức thông minh hết, người nào cũng hiền đức thông minh. Và bây giờ nè, từ cái chỗ xấu đó nó nhỏ lần, nó nhỏ rút ngắn lại, nhỏ lần rút ngắn lại, nhỏ lần cho đến hiện tình là đến bây giờ đó. Từ đó mà nó nhỏ lần chút, nhỏ lần cho đến hiện tình, lòng người quá xấu, hôm nay lòng người quá xấu rồi, còn giết cha, tớ hại chủ, trò giết thầy, chồng vợ giết nhau, để huynh châu khác, lòng người quá xấu, địa hình quá dơ. Cho nên Đức Phật nó đến lúc rồi phải ban sơ lập lại. Bây giờ phải ban sơ lập lại mới được, lập đời mới mới được ha. Khó tránh ngày có đại biến gì, nghĩa là không bao giờ chúng ta mà chịu, nghĩa là tránh né. Đức Phật nó khó tránh lắm,
khó tránh chúng sanh nằm trong cõi ta bà này, khó tránh có đại biến gì, không bao giờ tránh được, tránh khỏi được cái đại biến gì. Mà Đức Phật nói đó nghe, có đại biến gì xảy ra rồi đó là biến đổi trời đất đó nghe. Chữ biến gì là thay sông đổi núi dời non lấp biển là đại biến gì. Đức Phật nói chính là cũng một cuộc thi. Tôi báo cho quý vị biết, đó là cuộc thi đó, cuộc thi lần chót để qua thượng văn đó nghe, cuộc thi nha, chứ không phải chuyện thường. Tôi giải ranh cho quý vị nghe để tùy quý vị ha, người nào có duyên mà nghe được đó, thế nào cũng tu thiệt. Bởi vì quý vị có duyên với Phật rồi, có duyên chính phước, chính phước nói vậy là giải tự với biết có phải của quý vị tin cái quý vị tu liền. Mà quý vị tu thì nữa quý vị đi cùng với chính phước chứ không có gì. Còn cái người người ta mà không coi đó ha, thì tại vì người ta không có duyên với Phật mà không có duyên với nước, người ta không có coi ha, người ta bắt nhạc anh vậy ha. Rồi ta kiếm chỗ bia rồi đó, cái ta vô ta nói này vô cũng ly vô cho nó sung sướng. Đâu mà ngồi nghe mấy ông đạo này nói gì đâu không, nói gì trời nói đất nói trên mây gì đâu không. Thôi hơn nào mà tin. Bởi vậy cho nên đàn bà sau này đó quý vị, đàn bà sau này về bên đời tân thế giới dưới đất cái về bạc đông lắm quý vị ơi, đông lắm. Chính bước mà xem kinh mà thấy vậy mừng quá, mừng cho đàn bà, mừng cho đàn bà về nghe là nhẹ dạ tu, nghe cái sợ cái tu à, có sợ mới có tu, mà có tu phải lòng đó Phật cứu. Cho nên từ chỗ đó đàn bà đắt đông lắm. Cho nên từ cái chỗ này đó, còn đàn ông thì quý vị thấy như Đức Phật nói, đàn ông nhiều kẻ chê cười đó, 1.000 còn lại thiếu người dư trăm, 100, 1.000 mà còn thiếu 100, thiếu một người nữa mới được 100. Có gì đâu, đàn ông ta cái tánh ta cái bằng người ta mạnh đạo lắm, ta không có tin, ta không có tù. 1.000 mà 100 thiếu nha. Còn đàn bà thì mang cái tiếng dục dâm, cái này kinh nha, trong kinh đàng hoàng đàn bà tôi đọc đó, đàn bà mang tiếng dục dâm 1.000 còn lại 500 dư ngoài. Quý vị thấy không, 1.000 mà còn lại 500 mà còn dư nữa thì cháu 700 lận. Trời ơi mừng quá, tôi mừng cho đàn bà khổ quá khổ. Chấm đến cõi đời này Đức Phật nói đàn bà là khổ à, khổ nhiều hơn đàn ông. Nhưng mà tại vì nợ nần quan trái nó câu thúc với nhau, câu thúc với nhau, vì lẽ đó cho nên nghĩa là có cái quan trái đặt ra vợ chồng để vay trả, kẻ thì đòi nợ kẻ thì trả nợ. Quý vị coi rõ ràng không, có phải đòi nợ trả nợ không? Quý vị vui cái đi, quý vị đâu quên đi ha. Có nhiều quý vị đâu có biết, đâu có con kinh mà kinh nói mà chính phước nhắc cái quý vị ngồi suy nghĩ đúng mà đúng chứ không đặt ra bà nghe. Nhưng quý vị thấy không, có nhiều cặp vợ chồng của người ta đó, nghĩa là coi như sống trên đời này quý vị thấy không, nhiều cặp vợ chồng người ta sống là coi như là rất êm ái, thuận hòa êm ái, rồi tranh con đẻ cháu ra cũng tốt lành ngon lành nhờ có kiếp. Rồi bắt đầu ta cái kiếp trước ta có tu đó, rồi ta gieo nó không có cái gì quan trái nặng nề với nhau, cho nên trở lại rồi hiệp nhau thuận hòa, rồi cái tu rất êm ái. Như quý vị đã thấy, nhìn trên cõi đời này ta cũng có nhiều gia đình vậy, chồng vợ vậy, y như vậy, tranh con đẻ cháu, mà thằng chồng nó uống rượu gì nó quánh con vợ tơi bời qua lá. Nghĩa là con vợ mà sống với thằng chồng đó, tại vì nhân quả phải báo đền, muốn thôi thôi không được. Mỗi một lần mà thằng chồng nó uống rượu mà nó về, nó uống rượu rồi đó ha, nó về rồi đó ha,
rồi mặt mày tái lét rồi. Con vợ mặt mày tái lét rồi, sợ rồi, không dám hó hé. Hả, nói ra kiếm chuyện à? Nói ra kiếm chuyện nó quánh mình nữa. Không dám lét lét đi làm không. Nhưng mà có khỏi kiếm chuyện không? Không khỏi nổi. Nó về cái nó nói, ủa, mày lấy tao đi về rồi mày, rồi mày không muốn nhìn tao, mày ghét tao hả? Mày thù tao, quán tao hả? Sao mà mày không nói chuyện với tao? Nè, tao cho mày biết nha, mày đó giữ hồn mày à. Nè, nói như vậy vợ nó không có dám trả lời. Trả lời đây nó bắt nó nói hồn nó quýnh mình nữa. Có không quý vị? Có không? Thiên Phước gặp trên quả đời này thôi, lắc đầu thấy không, sợ như là sợ ông vua gì đó, nhưng mà cũng vẫn bị quánh cái gì. Nó quánh nhiều cái, nghe tao nói nó gần Thiên Phước nè, trời ơi, nó quánh con vợ nghe, nó quánh nó lâu dưới đất mà nó đá dưới đất ạch ra ngoài đường mà xá chỗ nào nó cũng quánh được hết. Nhưng mà con vợ sao, quánh nhiều lần quá chịu nổi, ôm con đi. Ôm con đi chứ không phải không ôm, chịu gì nói. Nhưng mà ôm đi rồi sao quý vị? Ôm gì rồi có 2-3 ngày quý vị buồn quá. Thôi trở lại. Tại sao vậy? Hồi ổng chưa có rượu thì ổng hiền lắm, ổng nói mình dễ thương. Mà tại vì ổng có rượu thôi đi. Giờ mình đi bỏ ổng cũng tội nghiệp quá. Tại vì cái nghiệp còn, còn chứ có thôi được đâu, khiến như vậy đó. Cái nếu mà luật nhân quả, mà nếu mà không có luật nhân quả đó, không dai trả đó, tụi nó thù 8 kiếp. Nó thôi á, chạy quánh nó một bàn tay thôi, thôi liền. Chứ đừng nói mà đánh đá mà cho đánh nằm dài ở ngoài đường. Nhưng mà quý vị à, gọi là nhân quả, quan trái buộc rằng kẻ dai người trả. Cho nên từ chỗ đó quý vị thấy trên đời này nó xảy ra rồi, chứ không phải không qua đâu. Cái bước nó là chính xác luôn. Lục nhân quả coi cái kinh nhà Phật rồi, bây giờ mà thấy ở ngoài đời như vậy thì còn gì nữa ha. Cho nên từ chỗ đó con cháu của Chính Phước á, Chính Phước cũng đã thấy rõ ràng rồi, chứ đừng nói chi ngoài cuộc. Cho nên từ chỗ này xin thưa với quý vị, về lẽ đó cho nên ngày hôm nay đó thì mình có sợ lực nhân quả thì mình không dám làm, không dám dai. Cho nên Đức Phật nói lực nhân quả chẳng bao giờ trật, gieo giống nào thì mọc cây nấy, trồng từ bi có trái từ bi, gieo bạo ác lên cây bạo ác. Đức Phật nói lực nhân quả chẳng có bao giờ trật. Cái lực nhân quả này không phải tật Phật đưa ra đặt cái lực nhân quả, mà luật thiên định ở trong trời đất tự nhiên nó có. Từ đời này cho sáng đời khác, sau khi lập quả địa cầu này, quỷ diệt quả địa cầu này qua thượng quân ha, thì cũng có lực nhân quả. Mà bên đó người ta có tu không, người ta đâu có dám. Cho nên từ cái chỗ này đó thì tết đời khác lập lại đi nữa cũng lực nhân quả nằm chẳng vậy à. Cho nên từ cái chỗ đó lực nhân quả chẳng bao giờ trật, gieo giống nào thì mọc cây ni à. Vậy chứ gieo cam nó lên cam, chứ không lẽ dân nặng leo ổi. Trồng từ quy thì sao, thì có trái từ quy, còn gieo quả ác thì sao, là lên cây quả ác là xong, dai thì phải trả. Xin đưa quý vị, như quý vị thấy như vậy là chiến tranh giặc giả này xảy ra khủng khiếp, hết chỗ này rồi tới chỗ kia, thì quý vị thấy Hamas để trên nó quánh với nhau chết. Quý vị biết hiện nay chết không? Cái chết hiện nay đó thì trên 18.000 người. Trên 18.000 người rồi. Nghĩa là các cái đài đó, người ta lên người ta nói đó à, thì quý vị thấy trên 18.000 người chết. Lính chết bao nhiêu? Israel chết con ngàn mấy rồi quý vị. Lính đó, cái lính mà của Israel đó à, nó khơ 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 mà nó đi vô đó,
để mà nó chiếm cái giải gara đó, thì quý vị thấy chết con gà mấy à, thấy sẹo phải không? Chưa nói nghe, còn về việc cái mà Hamas nó chết á thì mấy trăm người à, đâu có 400-500 gì đó, tại vì nó ở dưới hầm trốn chứ á, thì đâu có thấy nó bắt đầu bắn. Nó thấy trên đi khơi 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 nhảy lên là bắn bóp 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 là rồi lụm. Để xe đen có thấy gì ở đâu mà đi ghế bên bắn cái bập là rồi ngã cái ạch, bắn cái bập vả ngã cái ạch vậy chết không. Nhưng mà chết tại sao trên 18.000 người, đài nó báo từ giờ quý lên nó nói từ giờ từ ngày. Cho nên tại vì nguyên do ở chỗ là dân chết. Tại sao thời kỳ này lại dân chết dữ vậy mà chiến tranh giặc giả dữ vậy? Tại vì cái đời nó rốt ráo rồi vậy, không có giặc giả, không có chết chóc chạy ra, thì nó chưa có đưa đến con người đến cõi thượng quan được. Nó phải có chết chóc, và nó có phải chiến tranh giặc giả như vậy đó, giàu cũng như vậy nó mới chết nhiều. Nó chết nhiều rồi muốn hết rồi, đang cõi đời này muốn hết rồi nó mới đưa qua thượng quan, Đức Phật mà cho sấm nổ mới qua thượng quan. Nghe không? Cho nên xin thưa với quý vị, như vậy thì nội dân tình mà của bên Hamas đó, ở trại giải Gaza đó, à, nước của Palestine đó, nó chết nè, biết bao nhiêu mà nói, trên 18.000 người rồi, thì bây giờ quý vị thấy dân chết không, linh chết không có nhiều hết. Thì như vậy chúng ta ngày hôm nay chúng ta làm dân của nước này nước nọ nước kia, chúng ta có chịu như Hamas, có chịu như Palestine ở giải Gaza chết như vậy không? Có ai bao giờ muốn chết đâu quý vị, không có ai muốn chết em. Nhưng mà như vậy là ta có mình có không? Chưa chắc mình khỏi có đâu, chưa chắc mình nói rằng mình không có đâu. Cái đất nước Việt Nam chúng ta đang yên lành giờ có Phật ra đời, nhưng mà lần chót có chiến tranh, một lần chót thôi nha, nè để lượt qua, để lượt qua tìm kiếm những kẻ dằn ạt, không có vậy sao rốt đời, không có vậy sao qua thượng vân, không có như vậy làm sao quả địa cầu này biến đổi. Thế cho nên quý vị nên nhớ, nghĩa là Đức Huỳnh giáo chủ có nói mắt nhìn ngoại quốc thảm thế, Nam Bang ha, cảnh khổ cũng kề bên tai. Không chẳng quý vị, bây giờ ngoại quốc ta thảm thế rồi, quý vị thấy rồi, nhưng mà Nam Bang có không? Làm sao trật, không trật đâu. Nhưng mà tới chừng đó đó là quý vị mới tin. Còn bây giờ nói đó, quý vị dòm thấy trời ơi, mấy ông đạo này nói gì đâu khóc. Đất nước Việt Nam người ta đang yên lành, tốt lành, nghĩa là coi như lo kinh doanh, lo sống thoải mái, lúa gạo đầy đủ, cơm ăn áo mặc không thiếu, làm gì có chiến tranh. Nhưng mà Đức Huỳnh giáo chủ nói không sai đâu, à, à, mắt nhìn ngoại quốc thảm thế rồi đó, qua chân Nam Bang cảnh khổ rồi kề qua nó vô luôn. Một lần chót này đó là này, Trung Quốc mà nó quánh Đài Loan rồi, rồi Việt Nam vô rồi, vô rồi nó bỏ Việt Nam hồi nào, nó từ Việt Nam hồi nào, đảo Hoàng Sa Trường Sa nó lấy từ lâu tới giờ, Việt Nam đòi nó có trả đâu. Đấy chừng đó nó tha cho Việt Nam mà Việt Nam lấy lại những gì đã mất, đánh nhau thôi, không đạt đâu. Xin thưa với quý vị, như vậy thì ngày hôm nay đối với cái câu mà của Đức Phật nói đó, tôi xin lặp lại rồi cũng tạm chia tay hết giờ quý vị. Mẹ gì Đức Phật có nói là mới lục bảo chỗ này chưa dứt, kế xảy ra động đất chỗ kia, đớn đau đói đau chết chóc chia lìa, nhân sanh đang lúc đầm đìa thiên tài. Thì trong bốn câu này Đức Phật tiên tri đã nói lâu rồi, mà hôm nay đó quý vị thấy
Chính Phước nãy giờ kể lại cho quý vị nghe là đúng hết, không còn cái chỗ nào không đúng hết. Như vậy thì quý vị thấy đúng rồi thì quý vị tự lo. Quý vị có tu hay không là quyền của quý vị. Quý vị có đi về bên thế giới mới được an lành như các mọi người khác thì do nơi quý vị. Còn Chính Phước chỉ nhắc và nói giải nghĩa của lời tiên tri đã đúng để cho quý vị suy nghĩ, rồi tự quý vị lo. Đức Quỳnh Giáo Chủ có nói rõ ràng, tu không tu cũng không mời thỉnh, mặc tình ai trọng kính hay chê. Thương Lê Dân còn mãi chai mê, chẳng có chịu lo tròn chương nắng. Thấy ta lại nói cay nói đắng, đắng với cay ta cũng chẳng màng. Trần trần gian tiếng thấy phụng hoàng, chè cánh múa chào mừng Phật Thánh. Tới giờ đó quý vị đó, có tu đâu mà thấy được. Chết rẹo rồi còn ở đâu nữa, chiến tranh là nó nuốt rồi. Thì thôi, đến đây Chính Phước xin tạm dừng lại. Và duyên là nội ngộ của chúng ta đó. Quý vị đã nghe hết rồi, quý vị đã biết hết rồi, quý vị đã sáng tỏ rồi. Đi được về bên kia hay không là quyền của quý vị. Thôi, đến đây Chính Phước xin tạm dừng. Như vậy thì Chính Phước cũng xin cầu nguyện cùng chiếc chư Phật mười phương cùng quá linh tổ thầy xin gia hộ cho quý vị thân xác được mạnh khỏe và tâm trí được thông minh sáng suốt, quyết chí tu hành về gặp Phật tiên ở đời tăng thế giới. Xin kính chào quý vị. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.